Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video ngày hôm nay nhà mình sẽ làm cái món gà luộc cánh dừa nha các bạn. Bây giờ đầu bếp chính ngày hôm nay sẽ là bà Tám. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Rồi giờ mình ướp muối với bột ngọt nha. Mình ướp cái cỡ 10 phút cho nó thấm, cái mình luộc nước dừa nha cả nhà. Đó, rồi nè, cho nó thấm. Bột ngọt với muối. Rồi nó được nước dừa vô cho nó thấm nha ngọt. Rồi giờ mình chặt dừa nha, mình chặt dừa cái mình để gà vô mình luộc nha. Nước dừa vô cho nó ngon. Sẵn để đây đi lát cái hả, để vô. Bắt lên mình luộc nước dừa nha cả nhà. Rồi mình chế nước dừa vô nha cả nhà. Tại vì mình bắt sôi mình không bắt, giờ mình để vậy đi. Để không. Rồi mình để hai trái dừa vô. Rồi. Rồi mình đậy nắp lên nha cả nhà. Quá trời ngon rồi. Chút nữa đi. Chính là cả nhà mình dở ăn nha. Đó. Bây giờ mình nhắc xuống để nguyên nồi đi. Chừng nào ăn rồi mình để vô. Rồi mình nhắc xuống ra đây nha cả nhà. Ồ, chín rồi đó. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hiện tại món gà luộc nước dừa của nhà mình đã hoàn thành nha các bạn. Rồi, sẵn tiện đây mình cũng có tiếp đãi được hai vị khách ở từ vùng quê Thái Nguyên. À, Thái Nguyên về Vĩnh Long để thăm mình nha các bạn. Rồi, video này cũng là một cái kỷ niệm nho nhỏ mấy anh em mình để lại. Nói chung là cũng cảm ơn Sen đã từ vùng đất Thái Nguyên về Vĩnh Long để thăm anh. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của anh Tâm. Hôm nay thì thực sự là mình rất là vui khi mà có cơ hội được về với Vĩnh Long để tham quan và thăm gia đình nhà anh Tâm. Thì bọn mình cũng làm YouTube với nhau được 2 năm rồi. Thì hôm nay mới có cái cơ hội được về đây thăm cả gia đình nhà anh Tâm, thật sự là rất là vui luôn. Bây giờ vẫn cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người sẽ cùng với gia đình anh Tâm thưởng thức cái bữa trưa đạm bạc mà cực kỳ tình cảm với mình, với toàn thể gia đình anh Tâm nha. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh chồng của mình. Thì đợt này mình bọn mình cưới xong thì cả hai vợ chồng có vào trong miền Nam để đi chơi. Anh có đôi lời gì muốn nói với các khán giả không? Chào mọi người đã theo dõi kênh của anh Tâm. Thì mình cũng không biết nói gì nhiều đâu. Mình chỉ bảo là hôm nay bữa cơm này vợ mình khen đạm bạc quá. Mình cũng không biết nó có đạm bạc đến mức nào, nhưng mà thấy hơi nhiều thịt, hơi nhiều đạm. Rồi, bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng dùng cơm với mình, cùng với hai người em ở vùng đất Thái Nguyên nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mời tất cả các bạn ha. Rồi mình thử món gà. Rồi bây giờ chú cha mình đi. Chúc cha mình đi. Chúc chú luôn dồi dào sức khỏe ạ. Rồi rồi. Chúc cha như vậy nha. Rồi đây chúng ta ăn cái món quê thịt heo kho rượu. Thử đây. Thôi luôn. Hôm nay đến đây ở quê có gì đó nên cho cha
hai đứa họ đó đi chơi. Không ấy Tết á, cái dịp nào là Tết á, cái ở trong đó lẫn Tết á, chạy về đây chơi. Hứa gì vậy? Tính thành phố về đây thì nó gần. Tết á, Tết gì người ta vui lắm. Tết ở ổn, người ta đi ca nhập thử năm nay. Cái gì cái này đi được. Đúng. 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 Để làm mấy em lại gặp nhau được hết đấy nhỉ? Mấy anh em cố gắng mấy tháng nữa. Để đến hôm khi lại hẹn nhau gặp được hết. Nói chung mà YouTube nó độ mình anh em mình đều mình có phương tiện mình dễ di chuyển hơn. Từ lễ luôn hả? Từ lễ nãy giờ. Rồi hai đứa ăn đi con. Gọi xem ăn gì cứ tự nhiên xem của em thoải mái mà. Em thoải mái lắm. Chung là thật sự Trang là tên là Trúc Ly. Vâng. Nhưng mà không biết sao đặt cái Trang rồi kêu luôn tới giờ em thích tên Trang rồi. Tại mà là em thấy nó ngắn gọn ấy. Đọc thế dễ gọi cho nó nhanh. Cô Lô Anh hồi xưa bảo em thích hoa sen lắm. À, nhưng mà vậy là chỉ có em mới biết thôi. thích đầm sen lắm em ạ. Nhưng không phải đầm sen khu vui chơi mà là cái đầm hoa sen. À. Thế mới là cái tên lại vừa ngắn gọn vừa xúc tích. Như anh Trần đó. Nói kêu anh Trần đó nhưng mà nhiều khi mình cũng quên tên. Nhiều khi không nhớ là anh tên là Hồng. Nãy nói là thích quà tre tính đâu là ở Nghệ An chứ. Anh ở Thanh Hóa. Thái Nguyên là ở xa hơn lắm đúng không? Xa hơn đấy ạ. Vâng. Nếu mà từ Thái Nguyên vào đây phải tầm khoảng 1.8. Quá cái Hồng. Không, nói nghe thế thôi chứ thực ra đi thì nhanh không thôi. Vô cái bắt đây. Một chuyến máy bay là nhanh okay. Không? Ok. Nó 18 cây số thôi cho gần. Bỏ cái từng lẻ thì đúng. Tôi sắp xếp anh ra để thanh khoản thì phòng máy bay mà không mà đi xe thì lâu. Đi xe là nếu mà đi xe thì mình lên Hà Tĩnh thì mất tầm một ngày đêm. Thì bây giờ anh đêm nữa mới tới từ Bình Dương mà Bình Dương mà về Hà Tĩnh nó là khoảng ba mấy tiếng đó. Đi xe nha, hai ngày đêm là ba mấy tiếng đó. Hôm nay cũng được cái mẹ con thấy mọi người hay bảo là cũng nhìn như cũng trẻ. Hôm vừa rồi chỉ con tư thì hôm vừa rồi con lấy vợ ở đây thì mẹ con cái anh chụp thợ chụp ảnh bảo cái cô da trắng trắng đây mẹ em. Mẹ em đây, mẹ xem bao nhiêu? Mẹ em 60 rồi. Cái gì? Mẹ không tin được. Mẹ em năm 60 rồi, xem 63, 59 rồi, đã gần 60 rồi. Thế cơ, ui em giật mình luôn ấy. Mẹ cũng trẻ đấy. Thằng ánh mà mẹ khen cũng ghê rồi. Chả hiểu sao. Biết, đi con trẻ. Hiểu sao mặt con toàn da bị chê da. Da đâu ra? Không, em bị chê anh ạ. À. Hồi xưa vợ em gặp em kêu nhìn mặt trông nghiêm túc quá, trông giả dặn. Có kêu chú gì? Không. Kêu chú lại luôn rồi gửi xe luôn. Dỗi luôn. Quét quen nhau ở trên mạng Zalo. Quen tận hai người tên Bách. Nhưng mà cái người kia không có duyên. Bảo gặp cái gặp luôn nghe. Nhưng mà hai đứa ở gần nhà mà không biết. Không ạ. Không ạ. Hai đứa em học khác trường từ bé đến lớn luôn. Không một điểm chung gì luôn. Nhưng mà sau tự nhiên chẳng sao hôm Tết đấy là em sang bên bạn em là nhà gần bạn nhà vợ em. Thì là hôm đấy sang nhà nó uống rượu. Hôm đấy nó say say rồi thì em lại thấy có người quét Zalo app bạn bè. Em lại có người add Zalo này, cứ add lại luôn. Lúc đấy cũng hơi ngà rượu rồi. Xong rồi bảo như là cũng đủ. Xong rồi thế là đấy là hôm mùng 2 là em ở nhà bạn thì em mới có được cái lời mời cái bạn đấy. Sau thì mùng 3 thì nói chuyện đúng khoảng mấy vòng luôn.
xong rồi đến mùng 4 thì mới uống nước. Màu ha. Ngay cháu đánh nhanh lắm. Đánh nhanh luôn. Đánh nhanh thắng nhanh thế nào. Đến mấy đứa. Đến mùng 6 là yêu luôn. Không phải là Trang nói em giờ cũng muốn chồng nữa lắm mà. như nãy ngày đầu tiên Ngọc đã bảo là nếu mà yêu được thì xác định là yêu luôn đấy. Đấy. Nói mạnh không? Thật luôn. Rồi, hiện tại mình cũng xin dừng lại video đây nha các bạn. Rồi, rất cảm ơn Sen cùng chồng của Sen ở vùng đất Thái Nguyên về đây ha. Hẹn gặp lại Sen ở thời gian sắp tới sẽ về đây thường xuyên hơn. Rồi, mình cũng chào tất cả các bạn luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp ha. Bye bye. Xin chào.